Còn đến cái phần chính mà tôi nói chuyện trong buổi ngày hôm nay là vấn đề chữ nôm và tiếng Việt lịch sử ấy, thì thực ra là qua nhiều bài viết tôi đã viết rồi, cho nên trong buổi này tôi sẽ lướt nhanh thôi, không nói nhiều. Và với cái quan điểm rằng là chữ nôm hay là chữ nôm Việt ấy được dùng là để ghi tiếng Việt, đấy là điều chắc chắn, chứ không thể nào chữ nôm mà ghi tiếng Hán được. Nên nhiều người vẫn cứ bảo rằng là chữ nôm là chữ tượng hình, cái đấy là sai, không phải ạ. Và nhiều người không biết rằng là chữ nôm là ghi tiếng Việt đâu ạ. Giống như ông cụ Nguyễn Du viết truyện Kiều là viết bằng tiếng Việt và được ghi bằng chữ nôm. Và chữ nôm là dùng để ghi tiếng Việt trong suốt gần 1.000 năm. Thế thì ở đây là trên quan điểm là tiếng Việt có từ khi nào thì chữ nôm có thể xuất hiện từ đó. Đấy, thì theo nghiên cứu của Nguyễn Tài Cẩn và kế thừa từ Henri Maspero cùng nhiều nhà nghiên cứu khác, thì ở đây là tôi chia rằng tiếng Việt và chữ nôm ra làm các giai đoạn, 7 giai đoạn, từ Proto Việt từ thế kỷ thứ 8 đến 9, rồi thì tiếng Việt tiền cổ tương đương với nôm tiền cổ thế kỷ 10, 12, tiếp đến là tiếng Việt cổ, rồi tiếng Việt trung đại, tiếng Việt cận đại, tiếng Việt hiện đại. Cái này thì quý vị trong có thể là tôi gửi slide thì mọi người có thể nắm rõ hơn. Ở đây tôi chỉ đi vào hai giai đoạn đầu tiên ấy, là giai đoạn Proto Việt, tức là cái giai đoạn thế kỷ thứ 7, 8 ngay sau khi mà tiếng Việt thành hình, tách ra khỏi cái Việt miền Trung. Đấy thì cái cứ liệu hiện giờ là còn cực kỳ ít. Mà văn bản thì ta chỉ biết có cái việc tranh cãi là bố cái đại vương, trong cái bố cái hay là bỏ cái hay là vua cái theo German hay là Mai Tổ Lân hay là theo Nguyễn Tài Cẩn, rồi rất nhiều nhà nghiên cứu khác như Nguyễn Khắc Khang. Đấy là một cuộc tranh luận bất tận trong suốt thế kỷ 20 rồi. Và dấu vết về tiếng Việt ở cái giai đoạn này ấy, thì nó là hệ thống những cái âm tiền Hán Việt. Mà ở đây tôi cũng có liệt kê ra một cơ số như là giặc, rồi tặc, nà, nha, khéo, xảo, tìm tầm, kịp cập. Và cái hệ thống các cái âm tiền Hán Việt này hiện là còn được bảo lưu trong các cái từ vựng gốc Hán trong tiếng Việt, mà người Việt thì vẫn cứ tự hào là cái này là của ta, nhưng mà thực ra là cũng vừa phải thôi, vì là cũng có nhiều từ nó biến thiên qua nghìn năm lịch sử, có những từ mà nó vào tiếng Việt độ khoảng từ 2.000 năm trước, có những từ nó vào cách đây 1.200 năm như cái nhóm này, và có những từ mà chẳng hạn như là từ đà đảo chẳng hạn, nó mới vào cách đây 5-60 năm thôi. Thế thì tiếng Việt giai đoạn này chưa có văn bản, mà phải đến giai đoạn tiếng Việt tiền cổ thế kỷ thứ 10, 12 thì chúng ta hiện còn cái văn bản duy nhất, đó là cái sách Phật Thuyết Đại Báo Vũ Văn Trọng Kinh. Đấy, và những cái chữ mà tôi ngọc đỏ ở đây nó là những cái chữ nôm rất là cổ, ví dụ như chữ pha với chữ lật ở đây này, tôi bôi đỏ. Đấy thì âm của nó là đấy. Rồi cái chữ kno, kno tức là thời, dịch chữ thời chữ thì tức là khi ấy. Đấy, thế thì với những cái chữ tiếng Việt của thế kỷ 12 mà nó cổ như vậy, chúng ta cũng khó lòng có thể tưởng tượng là cách đây 2-3 nghìn năm các cụ đọc như thế nào, đúng không? Thế thì việc xuất hiện những cái chữ nôm mà viết, ví dụ như là chữ đầu tiên ở trong cái bảng này đọc theo kiểu tiền âm tiết là ba la, ba la, rồi đến thế kỷ thứ 15, 17 thì nó đọc thành bla hoặc là trả. Thế thì giai đoạn thế kỷ 12 mà đọc ba la rồi đến ngày nay đọc là trả thì nó xa nhau lắm, không 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 nghe được, đúng không? Rồi clóng, sống, đúng không? Tôi hỏi chị Ly là độ này chị clóng thế nào, chị clóng có khỏe không, đúng không? Đấy, thì đấy là tạm gọi là hỏi bằng tiếng Việt thế kỷ 12. Đấy. Mà so sánh với một số thổ ngữ thì nó có những cái điểm cũng tương đồng. Và những cái chữ nôm loại E2 như là sang, như là liệt, các thứ đấy thì thôi nó là những chuyện quá sâu về mặt văn tự học, thì tôi không nói đến nữa. Và tôi chuyển luôn sang cái thế phân định của chữ Hán, tiếng Hán và chữ nôm tiếng Việt trong suốt 1.000 năm vừa rồi. Đấy thì ở giai đoạn Lý Trần ấy, cho đến thế kỷ thứ 16 thì về cơ bản là song văn tự và song ngôn ngữ, là tiếng Hán văn ngôn được ghi bởi chữ Hán
và tiếng Việt được ghi bởi chữ Nôm. Đấy. Và cái thế này nó sẽ bị mất khi vào đến giai đoạn thời Lê thế kỷ thứ 17. Đấy là khi mà chữ Công ngữ xuất hiện, phần này chị Ly chị sẽ nói. Và cho đến giai đoạn Pháp thuộc thì sẽ tồn tại gọi là ba ngôn ngữ và bốn văn tự, gồm có chữ Hán ghi tiếng Hán, chữ Nôm ghi tiếng Việt, chữ Latin ghi tiếng Việt và chữ Pháp ghi tiếng Pháp. Đấy gọi là tình hình gọi là ba văn tự, ba ngôn ngữ và bốn văn tự. Và cho từ 1945 trở về lại đây thì nó là một ngôn ngữ và một văn tự. Thế thì trong suốt từ thế kỷ 12 cho đến năm 1885 ấy, chữ Nôm được gọi là quốc ngữ quốc âm. Cái này thì trong sử liệu thì ghi nhiều lắm. Và thế kỷ 16 thì tiếng Việt lần đầu tiên là được ký âm lại bằng chữ Latin. Và từ 1907 hoặc 1945 đến nay thì cái hệ thống chữ Latin đó đã xoán ngôi chữ Nôm và được gọi là chữ quốc ngữ. Đấy thì trên đây tôi đã gọi là trình bày một cách sơ lược và ngắn gọn những cái hiểu biết của mình về chữ Nôm và tiếng Việt lịch sử. Xin trân trọng cảm ơn các anh chị, các quý vị khán giả. Rất là cảm ơn anh Dương, một bài chia sẻ rất là thú vị. Có lẽ bây giờ chúng ta sẽ lùi lại về sau thời gian một chút, đến khoảng thế kỷ 16, đến một cái phát minh rất là quan trọng và ảnh hưởng đến tiếng Việt bây giờ, đấy là sự xuất hiện của việc sử dụng văn tự Latin, nguồn gốc chữ cái Latin để ghi âm tiếng Việt, thông qua cái bài chia sẻ của chị Kiều Ly. Xin trân trọng kính mời chị. Vâng, xin cảm ơn bài nói rất là tuyệt vời của anh Dương và xin cảm ơn anh Chi đã dẫn tôi. Thì tôi xin phép là trình bày lại phần cái luận án của tôi như vừa nãy tôi đã giới thiệu. Và tôi cũng xin lỗi trước là nếu mà tôi có đi quá nhanh, bởi vì trong thời lượng ban tổ chức và cho tôi là khoảng 30 phút và tôi kéo quý vị đi trong khoảng một cái thời gian là khoảng 4 thế kỷ. Thì tôi xin phép chỉ ghi những cái nét chính trong quá trình mà các thừa sai tạo ra chữ quốc ngữ và vì sao mà cái lối viết này lại được chọn là chữ viết chính thức của Việt Nam. Thì cái bài nói của tôi thì tôi sẽ trình bày ba phần. Phần thứ nhất là cái việc mà các thừa sai tới Việt Nam ghi tiếng Việt mình bằng chữ Latin không phải là một ý định riêng của các thừa sai mà nó nằm trong một trào lưu chung mà chúng ta gọi là ngữ học truyền giáo. Phần thứ hai thì tôi xin phép trình bày quá trình sáng tạo cũng như hoàn thiện cái chữ viết này bắt đầu từ năm 1615. Và cuối cùng là tôi xin phép lý giải vì sao mà Việt Nam lại sử dụng chữ viết Latin và tôi so sánh với hoàn cảnh ở các nước có cùng hoàn cảnh văn hóa lịch sử, ví dụ như là Nhật Bản, Trung Quốc và hai nước Đông Dương khác là Lào và Campuchia. Trên thực tế thì cái truyền thống ngữ pháp Latin là một cái truyền thống lâu đời ở châu Âu. Chúng ta biết là đế chế La Mã sụp đổ vào thế kỷ thứ tư và Latin trở thành từ ngữ. Vậy thì muốn học một cái ngôn ngữ coi là từ ngữ vậy thì phải cần phải soạn ngữ pháp. Và bản ngữ pháp đầu tiên là bản ngữ pháp chúng ta có thể nói là của Donatus vào thế kỷ thứ tư. Và vào đến thế kỷ thứ sáu thì Christian đã viết một cái soạn bản ngữ pháp thứ hai. Và trong cái hoàn cảnh đó thì những nước trong cái phần cũ của đế chế La Mã bắt đầu cũng vẫn tiếp tục sử dụng tiếng Latin trong các cái văn bản hành chính và học cái thứ tiếng đấy bằng hai bản ngữ pháp này. Thế sau đấy thì chúng ta nhớ là bắt đầu thời phục hưng ở châu Âu thì có rất nhiều đặc điểm. Một trong những đặc điểm nổi trội đấy là phong trào địa phương hóa, có nghĩa là các trí thức, nhà học giả bắt đầu là sáng tác các cái áng văn thơ rồi là viết về các văn dịch triết học, nghệ thuật bằng cái ngôn ngữ mẹ đẻ của mình. Và khởi đầu là Dante, chúng ta có thể nói là ở Ý vào thế kỷ thứ 13. Thì cái phong trào này kéo rộng sang ở châu Âu. Bản ngữ pháp đầu tiên của tiếng Tây Ban Nha hiện nay là của Nebuchadnezzar năm 1492. Và ở Bồ Đào Nha thì muộn hơn một chút xíu là của Oliveira và Barros. Ở Pháp thì chúng ta biết là năm 1539 thì vua François đệ nhất ký một cái văn bản để khẳng định là từ bây giờ tiếng Pháp sẽ thay thế tiếng Latin trong các văn bản hành chính. Thì cái việc mà các nước châu Âu như thế này bắt đầu miêu tả cái ngôn ngữ mẹ đẻ của mình, soạn các bản ngữ pháp này đã tạo một cái tiền đề cho các thừa sai khi mà họ được cử đi truyền giáo ở các vùng đất mới, họ sẽ dựa vào các bản ngữ pháp
Latin và các bảng ngữ pháp tiếng mẹ đẻ của họ để miêu tả như một cái mô hình, một cái mẫu để miêu tả các cái ngôn ngữ mà họ chưa biết. Vào thế kỷ thứ 15 thì hai nước Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha bắt đầu là cuộc đua là đi tìm các vùng đất mới, là cụ thể hơn là tìm con đường ngắn nhất để đi đến Ấn Độ. Cái cuộc cạnh tranh này sẽ rất là khốc liệt đến độ giáo hoàng phải đứng ra dàn xếp, và năm 1494 thì hai nước dưới cái sự chủ trì của giáo hoàng ký cái hiệp ước Tordesillas. Tất nhiên là cái hai cái đường mà họ vạch ra trên bản đồ như này, tôi xin lỗi tôi để cái bản đồ bằng tiếng Pháp vì tôi không tìm được cái bản đồ tiếng Việt, là phần phía đông là thuộc Tây Ban, thuộc Bồ Đào Nha, tôi xin lỗi, và phần phía tây là thuộc Tây Ban Nha. Thì chính ra chúng ta hiểu việc nhìn bản đồ sẽ thấy là vì sao Brazil là nước duy nhất nằm ở trong ở Nam Mỹ thì lại nói tiếng Bồ Đào Nha, và Việt Nam của chúng ta thì nằm ở phần truyền giáo và phần bảo trợ của vua Bồ. Thế thì khi mà các thừa sai thuộc hai cái miền truyền giáo này đi truyền giáo thì họ sẽ mang theo cái bản ngữ pháp của tiếng mẹ đẻ của họ. Ví dụ bên phía Tây Ban Nha thì sẽ dựa vào bản ngữ pháp của Nebrija, và bên Bồ Đào Nha thì của Oliveira và Barros thì họ bắt đầu dựa vào đó để họ miêu tả. Thế nhưng mà chúng ta chú ý là ở Việt Nam thì sẽ là một mẫu ngữ pháp khác mà tôi sẽ giới thiệu một chút nữa. Thế thì chúng ta nghe cái missionary linguistics hay là ngữ học truyền giáo, có nghĩa là khi mà các thừa sai được cử đi truyền giáo ở những vùng đất mới thì họ được giao nhiệm vụ là phải giao tiếp được trực tiếp với người dân bản xứ, bởi vì họ là trung gian giữa Chúa Trời và người dân, nên là họ phải bắt buộc phải nói. Cái thời kỳ đầu thì có phiên dịch, nhưng mà phiên dịch thì hay có nhầm lẫn, và họ bắt đầu nói chuyện người bản xứ, học tiếng nói theo họ và cố gắng là phát âm theo. Và vì là cái quá trình mà ở châu Âu tạo ra cái chữ viết của tiếng Ý, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha là bằng cách là sử dụng các cái chữ và chữ cái Latin cộng với thêm một số các ký hiệu của chữ cái Anh, Hy Lạp, thì họ sáng tạo thêm một số các chữ cái khác nữa, và họ ghi các cái ngôn ngữ đấy bằng mà tôi gọi chung là chữ Latin, chữ thể thấy nó phổ và rộng hơn. Và thời đấy chị xin lưu ý là họ ghi ví dụ như là âm A nhưng nó ghi được chữ A. Thời đấy âm với chữ là họ quy định là ngang nhau chứ không theo cái cách mà chúng ta trong ngữ học hiện đại chúng ta dùng. Và một cái phương pháp nữa, bởi vì đó là truyền thống rồi, họ soạn ngữ pháp và họ soạn từ điển để học ngôn ngữ, đấy là một cái truyền thống. Thế thì dòng tên, vì tôi như tôi vừa nói là vùng châu Á là thuộc phận truyền giáo của Bồ Đào Nha, nên là François Xavier là thừa sai đầu tiên được cử tới Ấn Độ, Goa, Ấn Độ năm 1542, thì sau đấy vị thừa sai này men theo đường biển và lên đến Nhật Bản, ước vọng là chinh phục Trung Quốc rộng lớn, nhưng mà cái công trình của François Xavier giang dở. Và khi đó thì các thừa sai bắt đầu, khi họ mà tới châu Á thì họ bắt đầu mở các trường để thứ nhất là đào tạo, gọi là thu thập cũng được, ghi chép lại cái văn hóa phong tục của người bản xứ, và hơn nữa là một cái cơ sở cho các thừa sai sắp tới thì sẽ dừng chân ở đó và bắt đầu học tập, học ngôn ngữ, học các phong tục trước khi được cử đến cái địa phận mình sẽ đi truyền giáo. Những thừa sai mà tới Việt Nam ấy thì đều qua cái trường gọi là trường Saint Paul, tôi có dùng tiếng Pháp, ở Macau, thành lập khoảng năm 1594. Thì khi mà các thừa sai tới đây thì bắt đầu là họ có thời gian để thảo luận những cái vị bề trên hay các thừa sai đã từng ở các vùng đất này để hiểu thêm về phong tục, bởi vì để tránh những cái nhầm lẫn đáng tiếc và vi phạm phong tục ở cái nước mà mình sẽ tới. Và riêng dòng tên thì họ sẽ dựa vào bản ngữ pháp của Alvarez, và họ dựa vào cái quyển từ điển của Calepino. Quyển từ điển này có 4 ngôn ngữ, và như vậy thì khi mà họ đi thì họ mang theo hành trang của họ để họ dựa vào cái bản ngữ pháp này để họ miêu tả. Chúng ta có cảm giác là khi mà chúng ta nghiên cứu các bản ngữ pháp của các ngôn ngữ mà thuộc ở các xứ sở truyền giáo này, cảm giác ngữ pháp giống nhau, bởi vì họ dựa vào một cùng một cái mẫu chung như vậy. Ở Nhật Bản thì rất là nhanh chóng các thừa sai soạn ngữ pháp tiếng Nhật, đặt nhà in để có nhiều cái bản viết tay được truyền bá hơn. Và cái cuốn từ điển La Bồ Nhật đầu tiên là in năm 1595, tôi bị vừa ngành. Thế nhưng mà có một cái hay là họ soạn ngữ pháp tiếng Nhật không có vấn đề, rất là không có khó khăn gì cả. Và khi mà tôi nghiên cứu, lát nữa tôi sẽ nói về trường hợp của Trung Quốc và Việt Nam, thế nhưng mà chúng tôi cũng rất là khó để hiểu vì sao mà họ lại soạn tiếng Nhật dễ như vậy.
Trong khi mà Matteo Ricci chẳng hạn, là tôi sẽ nói đến trường Trung Quốc, thì ông bảo không có, không không soạn được ngữ pháp, bởi vì nó không có cái tiếng chung gì với ngữ pháp Latin. Cuối cùng là trong cái hội thảo năm 2018, chúng tôi làm hội thảo về Missionary Linguistics ở La Mã, ở Rome, thì tôi có thảo luận với hai giáo sư đến từ Nhật, thì cuối cùng chúng tôi hiểu ra được là bởi vì tiếng Nhật có chia động từ, và chắc là chúng tôi sẽ đang dự định là sẽ viết một bài chung để khái quát lại cái quá trình này. Thế thì ở Trung Quốc thì khi mà các thừa sai tới thì họ cũng bắt đầu soạn cái từ điển để mà học tiếng Trung, cũng như cái bản từ điển này là từ điển đầu tiên của Matteo Ricci và Michele Ruggieri soạn ở trong vòng 5 năm, từ năm 1883 đến năm 1988. Thì quý vị có thể thấy là ở cuối cột tiếng đồ, sau đấy là bản phiên âm và tiếng Trung. Thì theo một số các nhà nghiên cứu thì có vẻ như là cái phần tiếng Trung này là của một thầy giảng soạn, như cái giảng tiếng Trung soạn. Nhưng mà tôi cũng xin phép lưu ý là trong cái bản từ điển của Matteo Ricci thì chỉ có hai thanh điệu, mà trong khi để miêu tả mà chúng ta biết tiếng Trung thì có thể tùy theo vùng có 4 hay 5 thanh điệu, tức là trong cái bản này chỉ có 2 dấu thanh, tôi xin lỗi, trong cái thanh điệu có 2 dấu thanh mà để biểu đạt cho 4 đến 5 thanh điệu. Không phải là vì ông không nhận ra được cái vấn đề thanh điệu, mà bởi vì ông chưa tìm được cái phương tiện để mà biểu đạt đầy đủ. Thế phải đợi 10 năm sau, khi mà Cantaneo, một vị thừa sai người Ý, rất là giỏi nhạc lý, tháp tùng Matteo Ricci về Bắc Kinh, mà ông mặt Cantaneo đã tạo ra 5 cái dấu thanh để biểu đạt đầy đủ thanh điệu của tiếng Trung. Và khi mà các thừa sai, chúng ta biết là ở Nhật thì khoảng đầu những năm 1600 là bắt đầu có cái phong trào bách đạo, và đến năm 1612 thì hoàng đế Nhật Bản ra lệnh trục xuất tất cả các hoàng đế, các thừa sai, xin lỗi, ra khỏi đất nước. Khi mà bị trục xuất thì họ đành đến Macao lánh nạn, và họ chờ đợi là được giao đi, giao nhiệm vụ đến những cái vùng đất mới. Thì có một nhà buôn người Bồ Đào Nha đến vào lại đến Vương quốc đằng trong, bắt đầu là bề trên mới cử ba vị thừa sai và một số trợ sĩ đến cửa Hàn. Thì sau đấy thì họ đến Hội An, và trong thời kỳ này thì ở Hội An lại có nhiều người Nhật sinh sống, và vì trong số các vị thừa sai thì có những người đã từng ở Nhật Bản, và họ có thể giao tiếp được với người Nhật, và người Nhật giúp họ trong quá trình phiên dịch trong thời kỳ đầu cũng như xây dựng nhà thờ. Cách học tiếng khi mà tôi vừa trình bày á, thì học tiếng thì họ học với người Việt, và họ sẽ cho các thừa sai, cho một số các thầy giảng hoặc là các em nhỏ vừa được giúp đỡ các việc lặt vặt khi cần thiết, và cũng để là có thời gian hay là có cái cơ hội để mà học tiếng với các em nhỏ. Và như Alexandre Hoth có viết trong cái cuốn Hành trình truyền giáo của mình, thì Alexandre Hoth là học tiếng với thầy là Francisco de Pina, và ông luyện thanh với một em nhỏ 13 tuổi người Việt, và sau 3 tuần thì có thể phân biệt được thanh điệu và cách phát âm của tiếng Việt, bởi vì theo Pina thì muốn học tiếng Việt đầu tiên là phải phân biệt được thanh điệu như một cách sướng âm. Francisco de Pina là một thừa sai người Bồ rất là đặc biệt, nhất là ông rất là giỏi, có năng khiếu về ngôn ngữ, và chỉ ông đến đằng trong năm 1617, và chỉ sau 2 năm thôi, theo cái bản báo cáo của bề trên João Rodrigues, là Pina đã viết xong bản từ vựng của ngôn ngữ này, tức là tiếng đằng trong. Và thay vì ngữ pháp, có nghĩa là lúc này thì cả Pina cũng bị vướng về cái việc là, thứ nhất, muốn soạn ngữ pháp theo tiếng Latin, theo bản ngữ pháp Latin như một cái mẫu, thì phải là cái ngôn ngữ đấy thường là sẽ chia động từ, hay phải có biến cách như tiếng Việt hay tiếng Trung thì đều không có. Và đây cũng là nhận định của Matteo Ricci khi mà vị thừa sai nhà Trung Quốc, là tiếng Trung không có ngữ pháp. Họ nói không có ngữ pháp không phải là vì không có, mà bởi vì là lúc đấy họ không biết làm thế nào để mô tả, để so sánh được với ngữ pháp Latin. Và đến năm 1620, khoảng theo nhà nghiên cứu Roland Schack viết, thì khoảng cái bản báo cáo của Pina viết khoảng năm 1623, thì ông nói là con đã soạn xong cái chính tả và thanh điệu của ngôn ngữ này, và con đang bắt tay vào ngữ pháp. Nhưng mà rất là tiếc là Pina mất 2 năm sau đấy trong một cuộc đắm tàu, và không biết là có vị thứ sai này có soạn xong bản ngữ pháp hay không. Nhưng mà tất cả những cái báo cáo sau khi Pina mất
kể từ cái chết của Pina hay là kể cả các thừa sai sau này ở đến đằng trong hay là đằng ngoài thì đều không nhắc đến bản ngữ pháp và cũng không nhắc đến việc soạn ngữ pháp. Vậy thì cái bản ngữ pháp này mất, tôi xin lỗi, bản từ vựng này mất, vậy thì các thừa, những nhà nghiên cứu như tôi làm nào để phục dựng lại được lịch sử chữ viết của chúng ta, thì đành phải làm một cách mà tôi cũng cho là không được chính xác cho lắm, nhưng mà thôi thì không còn cách nào khác, đấy là chúng tôi dựa vào những cái văn bản viết may, ví dụ như là bản báo cáo một cái bồ chẳng hạn, và chúng tôi lọc ra những chữ mà chúng tôi nghĩ rằng ở đây là cái việc được ghi trong các bản báo cáo này, chúng tôi lọc ra ví dụ như thế này để bắt đầu phục dựng lại quá trình các thừa sai ghi như thế nào và tạo ra cái chữ quốc ngữ của mình như thế nào. Sau khi mà các thừa sai tới đằng trong năm 1615 thì họ bắt đầu có dự định ra đằng ngoài vào năm 1626, và Alexander Coates đầu tiên, vị thừa sai đầu tiên là Bantotni được cử ra, nhưng mà vị này không nói tiếng Việt, thế thành ra là Alexander Coates được cử ra đằng ngoài để bắt đầu là gây dựng truyền miền truyền giáo của đằng ngoài. Thì tôi xin để ở đây là có những cái vị mà đã ở đằng trong rồi và làm cầu nối, để thứ nhất là để nói cái tiếng Việt, thứ hai là để làm cầu nối, là vì họ đã học được với thầy Pina ở đằng trong và họ cũng đã bắt đầu viết được, tức là một cách sơ khai cái chữ mà chữ tiếng Việt, chữ Latin. Đấy là Alexander Bot đã từng ở đằng trong, đến đằng trong vào năm 1662, năm 1624, Antonio de Fuentes, Majorica và ba vị này là cầu nối và được cử ra đằng ngoài. Thì sau đấy thì họ là người dạy lại cái nối viết này, họ dạy tiếng Việt cho các thừa sai tiếp theo mà đương cử là Casta Dumara và Antonio Barbosa mà tôi sẽ giới thiệu vào phần tiếp theo. Thời kỳ đấy thì thực ra mà nói các thừa sai hay trục xuất, các chúa thay đổi ý định liên tục. Thế nên ra là năm 1629 và năm 1630 thì các thừa sai bị trục xuất khỏi cả đằng trong lẫn đằng ngoài, họ đành về lánh nạn Ma Cao. Thì tại đây thì bề trên có ra một cái yêu cầu là các thừa sai đã ở Trung Quốc, Nhật Bản và Việt Nam hãy dịch cái bản kinh Lạy Cha sang tiếng Giang Ba ngôn ngữ này. Đồng thời ở vị bề trên cũng yêu cầu là hãy miêu tả ba ngôn ngữ, một cái bản tóm tắt sơ lược. Thì cũng nhờ cái cuộc gặp này, có lẽ nhờ cái cuộc gặp này mà các thừa sai Việt Nam có những cái hoạch định tốt hơn, có những cái nhận định rõ ràng hơn về đặc trưng của tiếng Việt. Tôi cũng xin lưu ý là đây là nét chữ của Alexander Coates ở viết, nhưng mà có lẽ là cái phần chữ Hán đây thì không phải là do tay của Alexander Coates viết. Và tôi có làm một cái bản phân tích ai là những người tham gia vào cái công trình này, những thừa sai nào Việt Nam đã tham gia vào cái công trình này. Đến tận cùng thì có lẽ là Alexander Coates và Majorica, bởi vì các vị khác lánh nạn Ma Cao trong thời gian rất là ngắn thì sau đấy lại được cử đi truyền giáo luôn. Về phần Antonio de Fuentes, tôi xin quay lại. Quý vị ở đây, Antonio de Fuentes ở đằng trong tận 5 năm và sau đấy thì về lánh nạn với Ma Cao năm 1630. Thì sau đấy là vào tháng 2 năm 1631 vị ấy được cử đi đằng ngoài. Và trong cái báo cáo năm vào tháng 12 năm 1631 chúng ta thấy những cái sự thay đổi rất là rõ nét trong cái bản báo cáo này của Fuentes. Ví dụ như là các cái chữ đây, các cái từ này, ví dụ kẻ trợ, quý vị thấy là đã được tách ra, hay là ông thượng duyên cũng được tách ra. Và gần như là đây là cái lối viết mà chúng ta thấy là nó đã hoàn thiện hơn rất nhiều so với cái bản mà vừa nãy tôi thấy, ví dụ ông nghè chẳng hạn, là viết sát chữ vào nhau. Và đặc biệt nữa là trong cái bản báo cáo này của Antonio de Fuentes, xin nhấn mạnh đây là bản bản gốc, thì mình thấy sự xuất hiện của chữ ơ và chữ ư thì gần như là trong các cái bảng chữ cái của các nhóm ngôn ngữ Roman thì mình không thấy. Thế nhưng mà ở về sau này thì tôi cũng đến tận đến lúc mà tôi bảo vệ luận án thì tôi cũng không biết là vì sao. Thì sau đấy thì ở tháng 6 năm 2019 tôi quay lại Pháp và tôi đi một cái triển lãm về Leonardo da Vinci, và tôi thấy trong cái văn bản viết tay của Francesco Vittori viết năm 1519, ông này là người vùng Toscan của Ý, thì có cái chữ ư và chữ ư này. Thì có nghĩa là mặc dù là trong các bảng chữ cái chính thức thì mình không thấy, thế nhưng có thể là trong các bảng viết tay của các cái vùng ngôn ngữ, cái vùng ở châu Âu, đặc biệt là nếu mà như này thì tôi khẳng định là đã có cái dấu chân của các thừa sai người Ý trong việc hoàn thiện những cái bảng chữ cái tiếng Việt.
Và sau cái báo cáo này của Antonio de Fuentes, chúng ta biết là ở năm 1632 mà cái báo cáo này của Gaspar de Mara đã được nhà nghiên cứu Đỗ Quang Chính đưa vào cái cuốn sách của ngài về lịch sử chữ quốc ngữ cho đến từ năm 1615 đến năm 1659, là coi như là cái bản đánh dấu cái bước phát triển cũng như là cái tính đột phá trong việc tạo ra chữ quốc ngữ. Thế nhưng có lẽ là lúc đấy thì cha chính cũng chưa khảo sát đến cái văn bản này của Fontes năm 1631. Và theo tôi thì cái vai trò của Fontes rất là quan trọng để nối từ đằng trong ra đằng ngoài và truyền lại cái lối viết này cho các tu huynh, ví dụ như Amaral hay Antonio Barbosa đến Việt Nam. Và Gaspar de Mara nhờ cái tài năng ngôn ngữ thiên bẩm học với Fontes, rồi ông dành thời gian ông học, thì ông có viết trong cái bài báo cáo của mình năm 1634 là ông đã soạn một từ vựng của ngôn ngữ này, tức là của tiếng đằng ngoài, để cho các thừa sai sắp tới đến để có một cái công cụ để học tới ngôn ngữ này. Và cái bản từ vựng này của Gaspar de Mara đóng góp rất là lớn vào cái cuốn từ điển Việt Bồ La là Alexandre ở in năm 1651. Có một người nữa mà tôi không kể ở đây, đấy là Antonio de Bosa, là một vị thừa sai người Bồ Đào Nha tới đằng ngoài, và sau đấy thì được cử về Rome, tức là bây giờ thuộc tỉnh Nghệ An, và ông học tiếng ở đây, và ông cũng được giao trong theo kể lại thì ông có soạn một cuốn là Bồ Việt, nhưng tôi không biết là ông soạn ở lúc còn ở Việt Nam hay là lúc đã về Macau để dưỡng bệnh. Thì đến năm 1645 có một cuộc họp diễn ra ở Macau, có sự bỏ có mặt trên cái bản đấy có chữ ký của 35 thừa sai, trong đó có Alexandre, có Gaspar de Mara, có Antonio Barbosa về việc dịch mô thức sửa tục để sang tiếng An Nam, sang tiếng Việt. Có lẽ là trong sau cái cuộc họp này thì có quyết định quan trọng được đưa ra, quyết định thứ nhất là có lẽ cần phải soạn từ điển và in từ điển để có một cái công cụ học tiếng cho các thừa sai sắp tới. Và cái định thứ hai mà tôi sẽ trình bày sắp tới đây, nhưng mà về cái cuộc tranh cãi về ai là tác giả của cuốn từ điển, thì trên thực tế Alexandre viết rất là rõ trong cái phần cùng độc giả. Thì có điều là tôi xin phép nhấn mạnh là cái phần từ điển đầu tiên là chỉ có tiếng Bồ và tiếng Việt. Nhưng khi Alexandre về đến La Mã và xin bề trên in của các vị hồng y có yêu cầu là phải thêm phần Latin vào, thứ nhất là Latin vẫn là thứ tiếng dùng chính trong giáo hội, và cái thứ hai là có lẽ trong tư duy của các vị hồng y thời đó là cũng muốn đẩy mạnh vai trò của bộ truyền giáo, tức là của giáo thánh, để giảm cái ảnh hưởng của Bồ Đào Nha đến các vùng truyền giáo. Và Alexandre có viết là tôi học của cha Pina, rồi tôi dùng công trình của cha Gaspar de Mara và Antonio Barbosa, và lại Alexandre để tên mình, bởi vì lúc đấy là người chịu trách nhiệm chính. Thì cái phần Latin mà ngài thêm vào thì rất là quan trọng, bởi vì phần Bồ và phần Việt chỉ là phần dịch, tức là phần Bồ là dịch tiếng Việt, dịch motamo, dịch từ sang từ, nhưng phần Latin là phần diễn giả, thì rất là thú vị. Tôi xin nhấn mạnh một chút về đấy. Anh Dương, anh có hỏi tôi, anh có đưa ra là bờ lờ về blun đó, thì cái tiếng Việt vào thế kỷ 17 có những cái đặc trưng riêng, và đến hiện nay thì tất nhiên là ngôn ngữ nào mà cũng biến đổi và phát triển, và nó có một số cái âm bị mất đi, ví dụ như là đây ba cái tổ hợp âm đầu là ML và TL. Trong từ điển Việt Bồ La thì khi phần ngữ pháp thì có thêm Alexandre có kể thêm PL và ML nhiều, nhưng mà gần như nó không xuất hiện trong phần từ vựng. Rồi sau đấy thì có thêm hai âm này nữa, là hai âm sát hóa, thì đến hiện nay thì nó là nhất, bởi bản chất của nó lại cái âm mà nó không ổn định, nên nó chuyển để âm ổn định hơn là fricati. Tôi xin phép lướt nhanh đến phần hội thừa sai Paris. Thực ra Alexandre cái mục tiêu về châu Âu không phải chỉ là để ôn in từ điển, không phải chỉ để in phép giảng 8 ngày, mà mục tiêu lớn hơn nữa là ông nhận thấy rằng với cái tình hình các chúa cấm đạo, các thừa sai bị trục xuất nhiều như vậy, thì có lẽ là bây giờ phải cử các giám mục đến. Cử giám mục đến để làm gì? Là để có thể thụ phong linh mục, có thể thành lập tức là thành lập các cái giáo phận, giáo xứ, bản xứ, và tất nhiên là tòa thánh không thể ủng hộ ngay cho Alexandre được. Alexandre cũng
tìm cách ở ở tòa thánh rất cả một thời gian. Thì sau đấy ông quyết định là ông sang Pháp để gặp vua và các vị quý tộc để vận động là phải cử các giám mục đến miền Viễn Đông để cùng làm ông bị gửi sang Ba Tư năm 1654 và không nhìn thấy cái thành quả của vận động của mình vào năm 1658 và năm 1659. Ba vị thừa sai người Pháp đã được phong làm giám mục địa tòa, tức là các vị đến và các vị có nhiệm vụ là đào tạo, mở trường và bắt đầu là thụ phong linh mục bản xứ. Và hội thừa sai Paris chính thức được thành lập năm 1663 với chữ tín của vua Louis 14. Khi mà các thừa sai tới thì họ bắt đầu là thành lập trường đào tạo linh mục ở Thái Lan, Ayutthaya. Lúc đấy là cũng người ta nghe thì khoảng hơn 20 ngôn ngữ được nói ở cái thành phố này, thành phố gần như là người ta theo ngôn ngữ hiện đại của mình là quốc tế, và có một số người đằng trong bị bách đạo và sang đây sinh sống. Và thực ra thì muốn được phong thụ phong linh mục thì phải biết tiếng Latin. Thế mà trong thời kỳ đầu thì học Latin rất là khó, thế thành ra các vị thừa sai mới nghĩ ra là thôi bây giờ nếu mà như vậy thì cho các vị thầy giảng, lúc đấy vẫn chưa được thụ phong là gọi là thầy giảng người Việt, là học trước hết là cái chữ viết Latin của họ, tức là học chữ tiền quốc ngữ, tôi gọi là tiền quốc ngữ, rồi mới học đến Latin, thì như vậy dễ hơn cho họ. Và cái chữ viết này, cái lối viết tiền quốc ngữ này không phát triển nếu như không có những biến cố. Đấy là vào năm 1685 thì có một thầy giảng mang cái tập tài liệu từ Nghệ An lên Kinh Đô và bị bắt. Thì quan quân mới mở, có hai cái bọc tài liệu, quan quân mới mở cái bọc tài liệu bằng chữ Latin mà họ không hiểu. Trong cái bản báo cáo này của giám mục Deye thì không ghi rõ là cái viết bằng chữ quốc tiền quốc ngữ hay là tiếng Latin hay là tiếng Bồ Đào Nha hay tiếng Pháp. Thế thì cái bọc tài liệu thứ hai là bằng, ông ghi là bằng character Chinois, tôi cũng không rõ là bằng chữ Hán hay chữ Nôm, lại chứa những cái văn bản quan trọng của giáo hội. Thành ra là sau khi nhận thức được vấn đề là giám mục Deye yêu cầu là bây giờ tất cả các báo cáo quan trọng phải viết được bằng chữ châu Âu, tức là bằng chữ Latin. Vậy thì từ đây thì lúc đấy thì trong hoàn cảnh là các linh mục người Việt hay kể cả các thầy giảng chưa thể nào mà viết được chữ Latin tròn vành rõ chữ, hay là chưa thể viết được tiếng khác tròn vành rõ chữ được. Thế là cuối cùng họ quyết định là họ viết bằng chữ quốc ngữ. Như vậy thì cái chữ tiền quốc ngữ này như được coi đầu tiên chỉ là một phương tiện học tiếng Việt cho các thừa sai người nước ngoài, cuối cùng là một phương tiện giao tiếp giữa các thừa sai người bản xứ và các linh mục người nước ngoài. Hiện nay thì ở văn khố của hội thừa sai Paris có khoảng mấy trăm trang, như đây tôi để một số trang thôi, các bản báo cáo viết bằng chữ tiền quốc ngữ thời kỳ đấy, rất là thú vị, phản ánh không chỉ là cái tình hình truyền giáo mà ở địa phương, mà còn nữa là nó phản ánh là cái tình hình trạng chữ quốc ngữ thời kỳ đó. Cái đóng góp của hội thừa sai vào rất là lớn, bởi vì ở đây là cái trang đầu tiên của cái cuốn từ điển tự điển An Nam Latin do Đức Giám mục Pinho de VN và chỉ đạo các học trò soạn năm 1772 và năm 1773. Thì sau đấy thì Đức Giám mục Tabe dựa vào cái bản này của Pinho de Ben và các học trò mới in cái cuốn từ điển năm 1838, rồi lại đến Tơ Phen thấy rằng là cái bản của Tabe là bằng chữ đằng trong, thế mới quyết định là thôi về in một bản theo phát âm đằng ngoài năm 1877, hoàn thiện nhờ các cái cuốn từ điển của các, dựa vào các cuốn từ điển của các vị thừa sai của thừa sai Ta Ghi, cái chữ quốc ngữ mình nhìn trong đó cũng hoàn thiện dần gần như là đạt trong tơ ve, gần như đạt như chữ quốc ngữ hiện nay. Cái công trình ngữ học này của dòng tên nó sẽ dừng lại như là một trong các, tôi xin trích ở đây là dòng tên trong một khoảng cái thời gian từ năm 1540 đến năm 1773 đã miêu tả, tức là soạn từ điển từ ngữ pháp của 134 ngôn ngữ và 6 thổ ngữ. Nếu như không có những biến cố lịch sử thì chữ quốc ngữ của tiếng Việt cũng chỉ là một trong số các chữ viết đã được các thừa sai tạo ra. Thôi tôi không phải nhắc lại cái chuyện người Pháp sang Việt Nam rồi là họ mở trường học. Nhưng mà trong cái thời kỳ này tôi xin nhấn mạnh là quan điểm của người Pháp thời kỳ này là bây giờ phải chọn cái chữ gì. Có chữ như anh Vương vừa giới thiệu, hoặc hay là dạy tiếng Pháp thì quá sớm, không chưa thể dạy được. Tiếp tục giữ chữ Hán trong các văn bản hành chính, hay là bây giờ dạy chữ quốc ngữ của người dạy tiếng Việt Pháp hơn. Đối với quan điểm của người Pháp thì chữ quốc ngữ
cho phép cho các em học nhanh hơn, vài tháng là biết đọc biết viết. Sau đấy thì là một cái trung gian, chữ quốc ngữ được coi là một trung gian để người An Nam học chữ Pháp. Và sau đấy thì ở Nam Kỳ, các quý vị vua gốc cũng đã ra quy định là ví dụ như là đến năm 1871 thì thống đốc Lý Phê ra quyết định là phải viết bài toán bằng chữ quốc ngữ và thi đọc viết bằng chữ quốc ngữ. Và đến năm 1882 thì các ông yêu cầu là tất cả các văn bản hành chính phải được viết bằng chữ quốc ngữ. Thì có nghĩa là đây là một cái bước để lấy chữ quốc ngữ thay cho chữ Hán trong các văn bản hành chính ở Nam Kỳ. Và sau đấy thì chữ quốc ngữ lan rộng ra Bắc Kỳ sau cái hiệp ước bảo hộ năm 1884 và năm 1885 và nhanh chóng là lan ra cả nước. Trong thời kỳ đó thì ở Nam Kỳ, tôi có rất nhiều người ủng hộ, nhưng tôi xin phép chỉ đưa cái quan điểm của Trung Vĩnh Ký với cái tờ Gia Định Báo là tờ báo chữ quốc ngữ đầu tiên. Là thứ nhất là do nạn mù chữ đại trà trong dân, và sau này nếu như mà khi người Pháp cai trị thì chữ Hán sẽ không còn có ích với người dân Nam Kỳ, và chữ quốc ngữ là dễ đọc dễ viết, thành ra để có thể xóa nạn mù chữ. Và cái mục tiêu của cái cận ý định của Trung Vĩnh Ký là làm sao mà biết đọc biết viết xong rồi thì được phổ biến kiến thức thông qua cái chữ viết đấy, dưới những cái ảnh hưởng của các nhà gọi là chúng tôi là chủ nghĩa dân tộc đến thời kỳ đó, các nhà tân học thời kỳ đó, thì Triều Nguyễn cũng có những cải tổ nhất định